Xin chào các em học sinh khối 7. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần đại số. Ở tiết trước thì các bạn đã được học về đơn thức thu gọn, bậc của một đơn thức và nhân hai đơn thức. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập nhỏ cho cô. Thu gọn các đơn thức sau, chỉ rõ phần biến, phần hệ số của các đơn thức đã thu gọn. Ở đây ta có hai ý. Ý đầu tiên, 1/2 x bình phương y nhân 4xy. Ta sẽ ra được kết quả là 2x mũ 3 y bình phương. Và đơn thức này có hệ số là 2, phần biến là x mũ 3 y bình phương. Tiếp theo, âm 5 phần 3 xy nhân 3 x bình phương y. Ta sẽ ra được kết quả là âm 5 x mũ 3 y bình phương. Và đơn thức này có hệ số là âm 5, phần biến là x mũ 3 y bình phương. Và bây giờ các bạn hãy quan sát cho cô. Hai đơn thức x mũ 2 x mũ 3 y bình phương và âm 5 x mũ 3 y bình phương. Các bạn có nhận xét gì về hệ số và phần biến của hai đơn thức trên? Như ta thấy nè, cả hai đơn thức này đều có hệ số khác không. Và phần biến thì cả hai đơn thức đều có phần biến x mũ 3 y bình phương, nên phần biến của chúng sẽ giống nhau. Và khi đó, hai đơn thức 2 x mũ 3 y bình phương và âm 5 x mũ 3 y bình phương, cô gọi đó là hai đơn thức đồng dạng. Được chưa các bạn? Vậy thì để tìm hiểu thế nào là hai đơn thức đồng dạng, chúng ta sẽ đi vào bài số 4, đơn thức đồng dạng. Và ở bài này các bạn nắm cho cô những mục tiêu như sau. Đầu tiên nắm được cho cô khái niệm đơn thức đồng dạng. Tiếp theo là cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Và cuối cùng là vận dụng để làm bài tập. Chúng ta sẽ đi vào phần 1 nhỏ, đơn thức đồng dạng. Như lúc nãy cô cũng đã nói, hai đơn thức 2 x mũ 3 y bình phương và âm 5 x mũ 3 y bình phương là hai đơn thức đồng dạng. Vậy thì theo em thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Từ đây cô có được định nghĩa, hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Các bạn lưu ý cho cô nha, là phải có hệ số khác không và có cùng phần biến. Ví dụ, 5 x mũ 3 y bình phương, âm 3 x mũ 3 y bình phương và 2,3 x mũ 3 y bình phương là các đơn thức đồng dạng. Rồi bây giờ vậy thì cô có âm 2 và 5. Hai số âm 2 và 5 có phải là hai đơn thức đồng dạng không? Vì sao? Thì ở đây âm 2 cô sẽ đưa về được là âm 2 x mũ 0 y mũ 0. Và 5 ta đưa về được là bằng 5 x mũ 0 y mũ 0. Hai đơn thức này đều có cùng phần biến là x mũ 0 y mũ 0 và hệ số khác không. Vậy thì đây cũng là hai đơn thức đồng dạng. Từ đây ta rút ra được một chú ý. Các số khác không được coi là những đơn thức đồng dạng. Được chưa các bạn? Cô nhắc lại lần nữa ha. Các số khác không được coi là những đơn thức đồng dạng. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn hãy trả lời nhanh cho cô hỏi chấm 2. Câu hỏi ai đúng trong sách giáo khoa? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói 0,9 x y bình phương và 0,9 x bình phương y là hai đơn thức đồng dạng. Bạn Phúc nói hai đơn thức trên không đồng dạng. Vậy thì ý kiến của em như thế nào? Bạn Sơn nói đúng hay là bạn Phúc nói đúng? Và câu trả lời sẽ là bạn Phúc nói đúng. Vì hai đơn thức này không đồng dạng vì nó không có cùng phần biến. Được chưa các bạn? Các bạn nhớ cho cô nha. X y bình phương nó khác hoàn toàn so với x bình phương y. Cho nên hai đơn thức 0,9 x y bình phương và 0,9 x bình phương y không phải là hai đơn thức đồng dạng. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn hãy trả lời nhanh cho cô những câu hỏi nhỏ sau. Câu đầu tiên, các đơn thức cùng bậc thì đồng dạng đúng hay sai? Câu trả lời sẽ là sai. Ở đây cô lấy ví dụ cụ thể. Chẳng hạn 3 x bình phương y và x y bình phương nó đều có cùng là bậc 3, nhưng chúng không đồng dạng vì không có cùng phần biến. Câu hỏi tiếp theo, các đơn thức đồng dạng thì cùng bậc đúng hay sai? Các bạn lưu ý, các đơn thức đồng dạng thì có cùng phần biến. Nó có cùng phần biến thì chắc chắn nó sẽ cùng bậc. Câu trả lời sẽ là đúng. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp phần 2 nhỏ.
cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Ở đây cô có hai biểu thức A và B. A bằng 3 nhân 7 bình phương nhân 55 và B bằng 2 nhân 7 bình phương nhân 55. Dựa vào tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, hãy tính A cộng B. Rồi cô sẽ nhắc lại tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng là A nhân B cộng A nhân C sẽ bằng A nhân B cộng C. Được chưa các bạn? Như ở đây, biểu thức A cộng B bằng 3 nhân 7 bình phương nhân 55 cộng 2 nhân 7 bình phương nhân 55. Cả hai biểu thức A và B cùng có 7 bình phương nhân 55. Vậy thì ta sẽ làm như sau. Ta mở ngoặc 3 cộng 2 đóng ngoặc tất cả nhân 7 bình phương nhân 55. Và ta sẽ ra được kết quả là 5 nhân 7 bình phương nhân 55. Được chưa các bạn? Tương tự như bài toán này, các bạn hãy làm cho cô ví dụ 1. 3x bình phương y cộng 2x bình phương y. Các bạn thấy nè, hai đơn thức này có cùng phần biến x bình phương y. Vậy đây là hai đơn thức đồng dạng. Vậy thì để cộng hai đơn thức đồng dạng này, ta làm tương tự như bài toán tính A cộng B phía bên tay phải. Ta sẽ ra được là mẫu ngoặc 3 cộng 2 đóng ngoặc nhân x bình phương y được bằng 5x bình phương y. Được chưa? Khi đó ta nói 5x bình phương y là tổng của hai đơn thức 3x bình phương y và 2x bình phương y. Được chưa? Rồi, ví dụ 2. 7x bình phương y trừ 4x bình phương y tương tự như ví dụ 1 phía trên. Ta sẽ ra được là mở ngoặc 7 trừ 4 đóng ngoặc nhân x bình phương y và bằng 3x bình phương y. Khi đó ta cũng nói 3x bình phương y là hiệu của hai đơn thức 7x bình phương y và 4x bình phương y. Được chưa? Vậy từ đây các bạn hãy cho cô biết để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng ta sẽ làm như thế nào. Vậy thì để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng, ta sẽ cộng hay trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Rồi chưa? Bây giờ các bạn hãy vận dụng làm nhanh cho cô hỏi chấm 3 sách giáo khoa nè. Hãy tìm tổng của 3 đơn thức xy mũ 3, 5xy mũ 3 và trừ 7xy mũ 3. 3 đơn thức này là 3 đơn thức đồng dạng. Về tìm tổng của chúng ta sẽ ra được là xy mũ 3 cộng 5xy mũ 3 cộng âm 7xy mũ 3 sẽ ra được là mở ngoặc 1 cộng 7. Xin lỗi các bạn, mở ngoặc 1 cộng 5 trừ 7 đóng ngoặc xy mũ 3, chúng ta sẽ ra được là âm xy mũ 3. Được chưa? Rồi bây giờ hãy trả lời nhanh cho cô câu hỏi sau. Tổng của 2x bình phương y và âm 3x bình phương y bằng bao nhiêu? Ta chỉ cần lấy 2 ta cộng cho âm 3. Được chưa? 2 cộng âm 3 sẽ ra là bằng âm 1. Và câu trả lời sẽ là âm x bình phương y. Được chưa các bạn? Rồi, nội dung bài ngày hôm nay rất là ngắn ha. Chỉ có 2 phần là khái niệm đơn thức đồng dạng và cộng trừ hai đơn thức đồng dạng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để làm bài tập. Bài đầu tiên, bài 15 sách giáo khoa trang 34. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng. Vậy thì để làm bài này, các bạn hãy xét từng đơn thức xem phần biến của những đơn thức nào giống nhau. Ta sẽ chia thành từng nhóm ha. Nhóm 1, ta xét đơn thức đầu tiên đó là 5 phần 3 x bình phương y. Bây giờ chúng ta tìm xem những đơn thức nào có cùng phần biến x bình phương y. Ta sẽ có được là âm 1 phần 2 x bình phương y, x bình phương y và 2 phần 5 x bình phương y. Được chưa? Tiếp, nhóm 2. Phần biến đơn thức xy bình phương. Các bạn cùng tìm xem những đơn thức nào có cùng phần biến xy bình phương.
ta sẽ có thêm được là âm 2 xy bình phương và 1/4 xy bình phương. Vậy còn lại một đơn tốt cuối cùng là xy, ta sẽ đưa nó vào nhóm 3. Được chưa? Rồi chúng ta qua tiếp bài 17, sách giáo khoa trang 35. Kính giá trị của biểu thức sau tại x bằng 1, y bằng âm 1. Biểu thức 1/2 x mũ 5y trừ 3/4 x mũ 5y cộng x mũ 5y. Rồi để giải bài này chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên chúng ta thay x bằng 1, y bằng âm 1 vào biểu thức ta có. Cách 1 này là giống như ở bài số 2 và bài số 3. Chúng ta đã làm dạng bài tập này rất là nhiều ha. Chúng ta chỉ cần thay x bằng 1, y bằng âm 1 vào biểu thức và tính kết quả. Khi đó cô sẽ có được kết quả cuối cùng là bằng âm 3/4. Ta kết luận, vậy giá trị của biểu thức 1/2 x mũ 5y trừ 3/4 x mũ 5y cộng x mũ 5y tại x bằng 1, y bằng âm 1 là âm 3/4. Được chưa các bạn? Rồi cách thứ hai, các bạn nhìn xem biểu thức này ba đơn thức đều có cùng phần biến là x mũ 5y. Vậy thì đây là ba đơn thức đồng dạng. Vậy thì để cộng trừ ba đơn thức đồng dạng, giống như ở phần 2 chúng ta đã học lúc nãy á, thì ta giữ nguyên phần biến và cộng trừ cái phần hệ số. Vậy thì đầu tiên ta sẽ thu gọn biểu thức này trước. Ta sẽ lấy 1/2 trừ 3/4 và cộng với 1. Ta sẽ ra được kết quả là 3/4 x mũ 5y. Bây giờ ta sẽ thay x bằng 1, y bằng âm 1 vào biểu thức trên. Là thay vào cái kết quả 3/4 x mũ 5y á, ta sẽ có được là 3/4 nhân 1 mũ 5 nhân cho âm 1. Ta sẽ ra được là âm 3/4. Kết luận, vậy giá trị của biểu thức 1/2 x mũ 5y trừ 3/4 x mũ 5y cộng x mũ 5y tại x bằng 1, y bằng âm 1 là âm 3/4. Được chưa các bạn? Tự làm tiếp cho cô bài tập 19, trang 36 sách giáo khoa. Tính giá trị của biểu thức 16 x bình phương y mũ 5 trừ 2 x mũ 3 y bình phương tại x bằng 0,5 và y bằng âm 1. Bài tập 19 này giống như dạng bài tập chúng ta đã làm ở bài số 2, là tính giá trị của một biểu thức đại số, và dạng bài tập ở bài số 3 đơn thức. Ta chỉ cần thay x bằng 0,5 và y bằng âm 1 vào biểu thức. Sau đó tính toán, ta sẽ ra được kết quả. Và cô ra được kết quả là âm 4,25. Ta trả lời, vậy giá trị của biểu thức 16 x bình phương y mũ 5 trừ 2 x mũ 3 y bình phương tại x bằng 0,5 y bằng âm 1 là âm 4,25. Được chưa các bạn ơi? Rồi, qua bài tập 17 và bài tập 19, các bạn rút ra cho cô được một cái nhận xét sau. Nhớ cho cô nha. Để tính giá trị của một biểu thức, ta thực hiện các bước sau. Đầu tiên, ta sẽ thu gọn biểu thức nếu có thể. Được chưa? Ta chỉ thu gọn nếu biểu thức đó có những đơn thức đồng dạng với nhau. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo, ta thay các giá trị của biến vào biểu thức. Và cuối cùng ta tính ra kết quả và kết luận. Nhớ nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào tiếp cho cô bài tập 21 và bài tập 23 trang 36 sách giáo khoa. Ở bài tập 21, tính tổng của các đơn thức. Ở đây cô có 3 đơn thức. 3/4 x y z bình phương, 1/2 x y z bình phương và âm 1/4 x y z bình phương.
Đây là ba đơn thức đồng dạng với nhau. Vậy thì để tìm tổng của ba đơn thức này, chúng ta chỉ cần cộng hệ số của chúng lại và giữ nguyên phần biến. Và cô sẽ có được kết quả là 3/4 cộng 1/2 trừ 1/4 tất cả nhân với x, y, z bình phương. Cho ta ra được kết quả là x, y, z bình phương. Được chưa các bạn ơi? Rồi câu qua tiếp bài 23. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống. Câu A, 3x bình phương y cộng ô trống bằng 5x bình phương y. Vậy thì ở đây chúng ta điền kết quả là số mấy các bạn? Là đơn thức nào? Ta có nè. Ta sẽ ra được kết quả là 2x bình phương y. Được chưa? Rồi câu B, ô trống trừ 2x bình phương bằng -7x bình phương. Vậy thì ta điền vào chỗ trống này đơn thức nào để ra được kết quả là bằng -7x bình phương? Ta sẽ có được là -5x bình phương. Thì ta thấy -5 trừ cho 2 sẽ ra được là -7. Tiếp theo câu C. Ô cái C này, cả 3 ô đều là ô trống và ta ra kết quả là x mũ 5. Vậy thì điền làm sao đây các bạn? Ở đây coi có nhiều cách điền ha. Và cô điền vào 3 ô đơn thức này như sau: -2x mũ 5 cộng 2x mũ 5 cộng x mũ 5 bằng x mũ 5. Được chưa? -2 cộng với 2 cộng 1 thì coi ra được là 1. Ở đây các bạn không điền -2 cũng được, và các bạn có thể điền là gì? -3, -4, -5 gì cũng được, được chưa các bạn? Rồi vậy thì sau cái bài học này các bạn nhớ được cho cô những kiến thức sau. Đầu tiên, đơn thức đồng dạng khái niệm. Nó là đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Tiếp theo và là cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Ta sẽ cộng hay trừ các hệ số và giữ nguyên phần biến. Và về phần bài tập thì nắm cho cô những dạng bài tập: xác định các đơn thức đồng dạng nè, cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Được chưa? Rồi. Kết thúc bài học ngày hôm nay, các bạn về nhà làm cho cô bài tập 16, 20, 22, sách giáo khoa trang 36. Được chưa? Và chuẩn bị trước cho cô nội dung bài 5 đa thức. Rồi, cảm ơn các em đã lắng nghe tiết học ngày hôm nay.